Chàng trai không chân Tô Đình Khánh lên tiếng vụ vợ mang thai đôi, tìm cách để vợ không tổn thương. Khá thoải mái trong việc chia sẻ cuộc sống của mình đến mọi người. Thế nhưng bên cạnh những lời động viên và khen ngợi, chàng trai không chân Tô Đình Khánh và vợ cũng đối mặt với không ít bình luận ác ý, tiêu cực. Mới đây, Tô Đình Khánh đã thẳng thắn đáp trả khi một tài khoản mạng xã hội hỏi tại sao mới cưới 2 tháng lại có bầu gần 18 tuần. Trước thắc mắc đó, nam YouTuber thừa nhận vợ chồng anh có em bé trước cưới. Tuy nhiên, với anh đó là một điều rất đáng mừng, nhất là với người cơ thể không lành lặn như anh. Chúng mình có em bé trước rồi mới cưới bạn ơi, chỉ sợ cưới rồi không có em bé, chứ có trước càng mừng mà, Khánh nói. Một trong những điều mà nhiều người ngưỡng mộ ở Tô Đình Khánh đó chính là chuyện tình cảm của anh với bà xã Trần Thị Thương. Cả hai đã quyết định về chung một nhà sau 5 tháng tìm hiểu hàn hò. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của họ rất đỗi viên mãn, nhất là kể từ khi cặp đôi đón tin vui có em bé đầu lòng. Trước đó, chàng trai không chân cũng đã đưa vợ đi khám thai định kỳ. Qua đó, anh chia sẻ tình trạng của vợ và con. Anh viết, đưa bé bầu đi khám định kỳ, trộm vía em bé đang khỏe mạnh và lớn dần. Bên cạnh đó, trên trang TikTok, Tô Đình Khánh còn đăng tải một đoạn clip úp mở giới tính của thiên thần nhỏ đầu lòng. Dù không chắc chắn, nhưng anh vẫn nói, đây nha mọi người, không biết con trai hay con gái mà ăn chua đây mọi người. Trời ơi, chanh mà kêu ngọt là mọi người biết rồi nha. Mọi người đoán xem là con trai hay con gái, chanh mà kêu ngọt thì thôi. Trước nhiều đồn đoán về việc chị Trần Thị Thương mang thai đôi, Tô Đình Khánh cũng lên tiếng trên fanpage cá nhân. Cụ thể, anh chàng đăng tải những hình ảnh đưa vợ đi khám thai kèm dòng trạng thái. Gần đây, có một số kênh YouTube và báo chí đưa tin vợ chồng Khánh Thương có thai đôi. Thông tin mà những kênh đó đăng tải là sai sự thật. Họ nhằm mục đích câu view đó ạ. Mọi người có thấy những kênh đó thì báo cáo giúp với Khánh nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ ạ. Kể từ khi vợ có bầu đến nay, Tô Đình Khánh rất yêu thương, chăm lo cho cô. Anh luôn cố gắng không để vợ phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Thậm chí, chàng trai không chân còn tự mình sái tóc đi mua dâu cho vợ ăn. Mới đây, anh cũng đưa bà xã về quê Đắk Lắk để dưỡng thai. Có thể thấy, nam YouTuber cưng chiều vợ và con đến nhường nào. Đối với Khánh, bà xã chính là một trong những điều quý giá nhất trong cuộc đời anh. Hiện tại, hai vợ chồng cũng đang rất mong chờ được chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng. Chuyện tình như cổ tích của chàng trai không chân Tô Đình Khánh và chị Trần Thị Thương khiến nhiều người xúc động. Trải qua nhiều khó khăn, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà và còn chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Cả hai cũng thường xuyên lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này trên mạng xã hội và nhận được sự yêu mến của đông đảo netizen. Trong những bức ảnh được chàng trai không chân đăng tải, có thể thấy chị Thương vô cùng hào hứng yêu đời với những biểu cảm cực tấu hài. Niềm vui, niềm hạnh phúc được biểu hiện rõ trên khuôn mặt đủ chứng minh anh Khánh đã chăm sóc vợ tốt như thế nào. Dù cơ thể không lành lặn nhưng chàng trai vẫn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của người chồng, người cha. Anh Khánh là người trực tiếp đưa vợ đi mua váy bầu, đi khám thai, đi ăn, đi chơi. Được biết, hiện tại chị Trần Thị Thương đã mang thai 18 tuần. Thông tin này được chàng trai không chân tiết lộ trên trang cá nhân. Sau khi kết hôn, cặp đôi tập trung vào công việc kinh doanh, anh Khánh cũng trở thành người truyền cảm hứng về nghị lực sống cho nhiều người trẻ ở các hoạt động ngoại khóa tại trường học. Bên cạnh đó, chàng trai không chân còn tích cực làm từ thiện. Ngay cả tiền mừng cưới của cặp đôi cũng được đem đi từ thiện thay vì đi hưởng tuần trăng mật, khiến nhiều người phải nể phục.